Rồi xin chào quý chú bác mình ha. Hôm nay lên cho quý chú bác video bao gồm 26 mã hàng như thế này. Hôm nay có việc bận lên hơi trễ, là 6 giờ mới lên. Đó, thì cũng như thường lệ đây phí ship là 20.000 trên một sản phẩm. Bên kênh phụ này em sẽ hỗ trợ cho anh em 20.000 tất cả ship nhanh nha. Hai đơn bao ship hoàn toàn. Mua hàng vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192055, em chuyên nghiệp. Tất cả giao dịch trao đổi mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại. Em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube. Anh em lưu ý giùm em ha. Mã đầu tiên lên cho anh em mình đây là combo cà rốt mini nha em, cần màu xanh lá đẹp lắm, hơi bụi thôi, hơi bụi hơi dơ thôi, nè, không có chạy xước cái đâu em, thấy không? Đây, cây này của mình hàng phíp như em, dài 2m1, cứng khoảng 15, có màu xanh đẹp lắm em, đó, con máy đi kèm là combo như thế này cho anh em mình câu văn nghệ giải trí luôn nè, đi du lịch đồ câu, máy thì máy mua pin sống, đổi tay trái phải có máy China nha em, máy China sản xuất nha, hàng bãi Nhật. Tất cả không lỗi lầm. Mặt số 1 giá 150 nha anh em. Rồi, lên combo số 2 lên cho anh em mình. Đây là combo cũng là rút mini. Cần thì màu xanh dương, máy nè. Đó, rút mini nha anh em, cũng là khoen đâu nè, khoen dùng sứ đá hoàn thiện, cây này như nó dài 1 m. Nên không ghi ta. Để em đo coi nó dài nhiêu. Mình cần nó không có ghi anh em ơi. À nó dài 1m8 nha anh em. Nó dài 1m8. Đó, con máy đi kèm cũng là máy China sản xuất xuất Nhật anh em, cước số 1 140m, cước số 2 145m. Bộ bình sống nè, tất cả hoàn thiện nè, máy đổi tay trái phải. Combo là mã số 2 giá 150 nha anh em. Mã số 2 giá 150.000. Tiếp như là mình combo này hơi ngon nè. Thu gọn 38cm. Bắt máy đồng hợp kim không gỉ sét anh em, khoen này cũng vậy, khoen này khoen không gỉ sét nha, khoen này kháng mặn. Dài của mình là 2m. Cứng khoảng 20, cây này ngon nè, cây này tốt hơn nè. Họ máy cũng vậy, con này máy to hơn, máy 2000 cũng là máy China sản xuất xuất Nhật nè, nó có sẵn dây trong máy nè. Bộ pin sống nè. Delay hoạt động mạnh nè. Máy thì đổi tay trái phải bình thường. Đó. Cho anh em một câu văn nghệ giải trí được nha anh em. Combo này mã số 3 bán cho anh em chú bác mình giá là 200.000 nha anh em. Mã số 3 giá 200. Tiếp như mình đây là cần tay lóng ngắn nha anh em, thu gọn của mình là gần 60cm. Cái này dài 4m rưỡi, tầm khoảng 3H, chất liệu là phíp nha, một cái cần tay lóng ngắn. Tất cả đầu lóng của mình nè đều không có reset nha em, không có reset, không có găng cưa, không có mẻ gì hết. Phôi nè có chạy xước nhưng phôi cũng còn đẹp nha em. Ngọn 1 ly. Cây này mã số 4 giá 150 nha em. Mã số 4 giá 150.000. Tiếp cho mình cây này 3 khúc nha em, 3 khúc 2m4. Hãng của NGK nè anh em, bắt máy bằng hợp kim là cán gỗ bần nè, bắt máy này không gỉ sét anh em. Khoen của mình là khoen dòng sứ đá trắng, một cái màu cam nha, cứng tầm khoảng 30. Tầm khoảng 30, dài 2m4. 3 khúc. Ngọn này ngọn của mình là ngọn 2.4 nha anh em. Có màu cam mới đẹp nha, cây này mã số 5, đó anh em giá 150 nha. Tiếp combo hai cây cần rút nha anh em, hai cây cần rút chuyên cho mình cũng lần C, dòng súp lở nè, chất liệu cũng là phíp anh em. Một cây 2m1 và một cây 2m7, khoen là hoàn thiện hết. Đó, cứng khoảng 15-20 anh em. Cái cây màu xanh này đẹp quá anh em. Nhưng mà cái cây màu xanh này đẹp quá nè. Cái màu đẹp quá, mới nữa. Hai cây ngọn nè. Ngọn 2.2 nha anh em. Một cây 2m7, cây 2m1. Hai cây súp lở. Cây này mã số cặp này mã số 6 bán này mình giá 250 nha anh em, 250 là combo cần với máy luôn, có combo hai cây luôn. Và tiếp theo cho mình cái này một cây cần súp nha em. Cứng 30 và 3m6 luôn nè, một cây đai qua hàng made in Korea nha, cứng 30 3m6, chất liệu là phíp nha. Bắt máy Fuji nè, khoen của mình là khoen Fuji nhưng mà khoen thì ba mình nó bị lỗi anh em. Khoen bị ra mình nó bị nứt một cái kiềng này nè, anh em về mình coi mình đi hàng lại hoặc là mình xử lý lại nha anh em, dán keo xử lý lại cách của mình. Đó. Với một khoen thứ hai này cũng bị nứt chân khoen đó nè. Ha, về anh em mình coi xử lý lại nha. Cứng 30 3m6 luôn nha anh em. Một cây chất liệu là phíp. Đó, ngọn to nha, ngọn 3 ly nha anh em. Rồi, cây này thì mã số 7 nha, bán em cho bác mình giá là 200.000 anh em. 200.000, lưu ý là có hai khoen bị nứt nha anh em. Về mình phải xử lý mình hàng lại hoặc là mình đi dán keo hoặc là xử lý lại cách mình câu. 200. Tiếp theo là mình cây này cây Heiichi 2 khúc nha em, chất liệu cũng là phíp. Cái này hàng của Olympic nè, dài 2m1, 2 khúc, cứng tầm khoảng 50. Khoen của mình nè, tất cả các khoen của mình nè,
đó, khoen dòng sứ đá trắng nha nè, 2m1 cứng khoảng 50, bắt máy thấp nè. Rồi cây này mã số số 8 bán em chú bác mình giá là 200 mình bán 150 thôi nè nha. Em thấy bộ khoen nó không được đẹp lắm, bộ khoen nó hơi dơ, bán em mình giá 150 về cho mình vệ sinh lại. Trăm năm chục ngàn nha em. Tiếp với mình cây này cây Sakura nha em, cây Sakura 2m1 hai ngọn luôn nè em, một ngọn cứng 30 và một ngọn cứng chắc 80 nè. Đây nè, chính xác ngọn 30 ngọn cứng 80 nè em nhá. Một cây Sakura nha, hai khúc chất liệu là phíp, 2m1 hai ngọn luôn nha em, tha hồ một câu, khoen dòng sứ đá trắng Sakura, tiền thân của thằng Gamma Cao Su đó nè, chứ phải hàng bình thường đâu, mà chất liệu là phíp nha, hai ngọn luôn nè, ngọn biết to rồi nè, hai ngọn thấy không, ngọn rất to. Thì cây này mã số 9 nha, bán em chú bác mình giá là 300 ngàn, mã số 9 giá 300, về lau chùi vệ sinh giúp em nha em, hơi bụi hơi dơ nha. Tiếp như mình cây ba khúc nè, giống thịt cây Shimano hôm qua nè em, cây hôm qua thì nó có bao cần, nó đẹp hơn cây này một chút, thì cây này nó cũng vậy thôi, nó cũng 90 thôi nè, y chang luôn. Shimano nè, dài 3m3 nè, 575g, y chang thấy không, cứng khoảng 30 đến lục, thì cây này không có bao cần Shimano, giống thịt thôi. Đó, cũng cây này thì không có bao mà nó không đẹp hơn bằng cây kia, để bán 300 nha em, mặt số 10 cứng khoảng 30 đến lục nha, ba khúc 3m3, cứng là khoảng 60-80, có cần muốn lăn xê, mặt số 10 giá 300. Tiếp đi mình cây này là cây ba, có cây này cây ISO khoen nhỏ nha em, chất lượng là phíp, bắt máy Fuji, tất cả của mình đều là fan Fuji, đẹp nè, dài 2m1 hàng Shimano luôn, nội địa Nhật luôn, cây đọt tầm khoảng số 3 nha em, chất lượng là phíp nha, dài 6m3, có trầy xước đây nha, hàng chất liệu là phíp, hàng Shimano chính hãng, nội địa Nhật luôn, ngọn 1 ly 8. Cây này mã số, cây này cứng nha em, cây này ISO phíp nhưng mà đọc số 3 lần nha, dài 6m3, cây này mã số 11 giá 300 ngàn. Tiếp lên mình đây là cái cần tay nha em nè, cái cần tay cán quấn chỉ nè, dài 5m4 luôn, thông số mình ở đây nè, 5m4 nên em 6 lóng nè, thu gọn 110cm, nặng 265g, chất liệu là phíp nha, hãng của Roya, hàng hãng của Roya đẹp đó nè, nhưng mà độ cứng không cao nha, nó tầm khoảng 2H thôi nha anh em, 2H nha, lưu ý giùm em nha, 2H độ cứng không cao cho anh em muốn cảm giác phôi thì đẹp, nguyên xì bóc, nguyên zin nguyên bản, ngọn 1 ly 1. Rồi thì bây giờ có nút bao thì đủ hết trơn anh em, rất là mới luôn anh em. Rồi thì cây này mã số 12 giá 150 nha anh em, mã số 12 giá 150 ngàn. Tiếp tục với mình cây này, cây này là cây hai ngọn nha em, một ngọn cứng 15-25 và một ngọn cứng mất mẹ giờ nó không thấy đâu, chắc ngọn cứng 20, ngọn cứng 25 nè, đâu đó khoảng đó nha, bắt máy Fuji rồi nè, phen đẹp nè, cây nản của thằng Daiwa luôn em, chất liệu là phíp nha, 2m4 hai khúc hai ngọn nè, cây này là ngọn 1 ly 3 nè em, cây này ngọn 1 ly 6 nè, hai cây nha, ngoại hình đẹp nha em, có chạy xước, hàng con đai qua hai ngọn luôn, mã số 13 giá 300 ngàn nha. Tiếp với mình cây này thì cây cũng ba khúc nha, cây hàng con Ruby, mà cây này đã lắm nè, thứ nhất là cái tay cầm bắt máy này, để em gỡ cái này ra cho nên mình xem, cây này đã lắm, lạ nha, mà cái đọt nó mảnh như nè, anh em nhìn nè, nó làm giống hệt mấy cây Kira này, thấy không, là hãng Alpha đã cột bắt máy thấp nè, có chu cần nè, em thấy đã không, mặt màu đỏ nha, cây này thì nó phíp pha nha, bắt máy Fuji, fan Fuji hết nè, dài 3m nè, hãng Alpha Techco. Thì cây này cũng vậy, nó cứng tầm khoảng 15-20 thôi em, nó giống như mấy cây Heiji á, nhưng mà nó dạng size dài, ba khúc rồi. Nha, ba khúc nè, 3m nè. Đó, nó dạng ngọn dẻo nha em nè. Giống như Heiji á, thì anh em mình tưởng tượng như vậy, nó cứng khoảng 15-20 thôi, ba khúc, chất lượng là phíp pha. Thì cây này mã số 14 nha, bán em chú bác mình giá là 250 ngàn nha em. Mã số 14 250. Tiếp lên như mình cây này cây ba khúc nha nè, một cây ba khúc chiên quýnh lục quýnh bạc bãi đâu nè, cái góc nhọn này cắm xuống cát nè em ha, cây ba khúc chất lượng là phíp nha, có trầy xước nè, bắt máy Fuji nè, khoen Olympic to chà bá nè, hàng Olympic ba khúc 3m6 nha nè, in Taiwan, sản xuất Taiwan xuất Nhật,
cái này là do nó sơn màu bột dạ quang nữa anh em, để nó câu đêm nó chả gì đâu. Đó, ba khúc cứng khoảng 30 đến lục, tầm khoảng 60, có cần quấn lăn C. 36 ba khúc chất lượng phíp hàng Olympic Nhật Bản nội địa. Cái này mã số 15, giá cũng 300. Ngọn to nha anh em, ngọn 3 ly. Tiếp đến mình cái này cái ISO nha anh em, cái ISO khoang nhỏ, bắt máy Fuji nè, cái này hãng con Daiwa nha. Đọc số 2 4m8 nè, chất liệu là phíp nha. Tất cả Fuji hết, khoang cũng Fuji, bắt máy Fuji, full Fuji hết. Đó. Để xước tâm tâm đi ti nè, những bộ dính giờ. Đó, cái khoen lâu ngày nó bị khô cái keo anh em. Lâu ngày nó bị chết cái keo dán á. Hay lắm, mấy cần này hay bị lắm. Cắn lại thôi. Đó, ngọn to nha anh em. Ngọn 1 ly 8. Thì cây này mã số 16, bán anh em chú bác mình giá là 200.000đ nha anh em. Quá rẻ. Tiếp anh em mình chơi cái 4 khúc size dài hơn thì lấy cây này nha anh em. Cây 4 khúc dài nha. À, cây này anh em bật bãi xa bờ nè, anh em muốn bật xa bờ bạo lực lấy cây này. Cây này hàng của thằng hãng gì đây, hãng Daiwa luôn em, về 4,5 luôn nha. Cây Daiwa 4,5 4 khúc đó, bắt máy hợp kim không bị sét nè, đẹp, cũng có chạy xước này do nó cọ vô bắt máy vô này nè anh em. Cây này cũng 30 đến lục luôn anh em, khoảng 80 của quỳnh lăng xê đó, rất là cứng nha. Ba khúc anh em có thể câu ngâm câu lăng xê cũng được, hoặc là quấn bạc bãi ngồi chì nặng rồi đó, tải ra anh em bãi biển rồi đó quấn cá đuối đâu nè, bãi biển cá đuối chì nặng rồi đó, còn quấn mấy cái này giá nó có vài trăm ngàn thôi anh em, tha hồ mà câu. Khoen to nè, 4 khúc luôn, dễ diện thuận tiện di chuyển nha. Ngọn 3 ly, hàng của Daiwa chất lượng là phíp nha anh em, hàng Nhật Bản. Cây này mã số 17, giá 400.000. Tiếp theo như mình cây này, đây là cái cần tay lóng dài chất liệu cũng là phíp luôn, dài 5m4, cây này độ cứng cao nha anh em, cây này cứng tầm khoảng 4h. Ngọn 2 ly, chất liệu là phíp. Đó, cũng là hàng Nhật Bản nha. Đây, ngọn biết to, 4H nha nè, dài 5m4, ngọn 2 ly. Cây này mã số 18, máy này cho bác mình giá là 200.000. Tiếp, hết là chuyển qua carbon nha nè. Cây này cây xuất lở nha, hàng của Suzumi, cây này đẹp nè. Từ cái chui cần đến cái phôi nè. Carbon sắn nha nè, một cây xuất lở. Câu đa năng nha anh em, nè mấy cây này đọc câu đa năng lắm, bắt máy Fuji nè, dài 2m1 nè anh em, nó thu gọn 114cm nè, có thể câu ngâm câu lăn xê lục đầu cần lưu rê cũng được anh em, cái phôi màu lạ lắm anh em, đúng không, nó nắng kim tuyến 7 màu này. Tất cả fan Fuji nha anh em, con xoắn đây đó, ngọn của mình 2 ly, cân nặng của mình là 112g. Cây này mã số 19, 300.000 anh em ơi. Tiếp như mình cái cán vợt nha, một cái cán vợt carbon hàng cũng Ryobi, dây đeo rồi hoàn thiện hết, 40 là độ cứng cao nha anh em, nó 40 45 45 là cao nhất rồi. Cây này dài 5m4 nha, có chạy xước nè, cán carbon nha anh em, hàng cũng Ryobi luôn đây, rồi có chạy xước đây. Anh em kiếm cán vợt cứng này, lấy cái này có chạy xước hàng carbon nha anh em, để em đo cái răng nó bao nhiêu ly, dài 5m4 luôn á. Rang của mình 11 cho anh em chú bác mình đây. Cây này mã số 20, bán anh em chú bác mình giá 400. Tiếp đây cho mình cây này ISO khoang nhỏ, cây này hàng carbon nha anh em, cây này đã qua carbon gold luôn nè. Cây này phôi bao ngon cho anh em mình chơi. Đó là hàng nội địa Nhật nha. Có chạy xước. Cây đai qua bắt máy Fuji nè, đọt 2 5m4 nè, một cây đai qua carbon gold. Nắp chụp Fuji, tất cả mình fan Fuji hết nè. Hơi dơ hơi bụi nha anh em. Bon. Có chạy xước nha nè. Đó, con long phụng nè, đọt 2 5m4, một cây ISO khoang nhỏ, cây đa qua carbon gold. Cân nặng của mình là 243g, cây này mã số 21, thôi bán anh em chú bác mình giá 400 thôi nha nè. Em nghĩ giá 500 rồi đó. Ngọn 1 ly, bán 400 là cây đa qua carbon gold này. Giá cực kỳ thơm nha. Anh em chú bác mình ai có duyên thì chụp. 100. Tiếp tục cho mình cái này, một cái súp carbon như em, cái hãng của Osaka nội địa, súp carbon có chạy xước, bắt máy Fuji tem vàng nha, dài 4,5m luôn em, cứng khoảng 27 nha, tất cả của mình đều là fan Fuji, có một fan bên nước ẩn nhỏ xíu cho này nữa em, đóng cửa lại,
tất cả fan Fuji. Thôi chạy xước cái nè. Thôi chạy xước. Đó. Thì cái phôi này dễ lắm em, mua cái chai sơn bóng về mình tút lại là được anh em. Ha, nó chạy sờ sờ như thế, giờ sơn lại, tút dặm bóng lại là ngon lành. Giá quá rẻ nè, một cây cứng khoảng 27, dài 4,5 m nha. Súp carbon. Osaka nội địa Nhật. Cân nặng của mình 524 g, ngọn 2 ly 6, cây này mã số 22, 600 ngàn. Tiếp đi mình, cây này là cây ISO thân lớn, cây này hàng của ông Daiwa nha nè, có chạy xước nè. Có chạy xước Lâm Tâm DT, bắt máy Fuji Daiwa chính hãng nè, hàng mắc in da băng luôn, đọt 4-5m3 luôn nha. Một cây ISO thân lớn Daiwa. Tất cả mình fan Fuji. Không nứt, không hư fan nào. Có chạy xước nha. Lâm Tâm DT có chạy xước đây. Các con sắt khá là đẹp nha anh em. Rất là đẹp và mới, và cái này là nguyên bản 100%. Ngọn 1 ly 9, số 4, dài 5m3. Cân nặng của mình là 379 g, mã số 23, giá 700 ngàn. Tiếp là cho mình cây súp hệ nha anh em. Một cây Shimano súp custom. Nha, có bao cần luôn, bao rắc rồi. Cây cần cũng không nguyên vẹn nữa nè. Lâu lâu được cây cần vip mà về gãy góc rồi. Nó gãy gốc rồi, nó đổ một cái gốc khác vô đây nè anh em. Anh em thấy chưa, nó gãy nè, không gút cái được nè, phải gút được, không gút rồi. Không biết câu kiểu gì nó gãy gốc này, chắc bị xe cán hay bị gì cán ngang cái nè, cái nó đổ gốc vô nè. Cái ngọn mình nó hụt hơn nè anh em, cái gốc mình nó hụt hơn cái ngọn này nè chưa. Còn lại là hai cái ngọn này nguyên zin, anh em mua nhiêu đây thôi là anh em dương vốn rồi ha. Thì tùy em bán như thế này, thì cây này cứng khoảng 30 đến lục nha anh em. Phôi là phôi sắn ít gân toàn thân, fan Fuxit. Cái khoen này nó bị nứt chân nè, có khoen này nứt chân, còn lại tất cả khoen xích ok hết. Đó, tùy anh em mình, mắc rẻ anh em tự quyết nha. Anh em đang chơi cây này có thể mua về để dành xe cua lóng ngọn và lóng thứ hai. Đó, cây này về dán câu bình thường thôi nè, cứng khoảng 30 đến lục, ngọn 3 ly nè, phôi sắn ít gân toàn thân, một cây Shimano custom. Rồi, thì cây này là mã số 24 nha, bán của mình quét mình giá là 900 ngàn thôi nè. Giá quá rẻ cho anh em mình chơi, 900 nha. Anh em nào biết thì hả mua, không biết đừng mua nha. Để mua về cái mua ngay cái cần nó là bị gãy, bị chấp vá ầm lum hết trơn, bỏ 900 ngàn mua về người ta cười chết. Còn những ai biết thì mua giá nó rẻ. Rồi, tiếp cho mình cây 3 phút nha. Cây này ngon quá trời nè, cây này hàng của Ryobi. Cây này hàng của Ryobi nha. Phôi là phôi sóng 2 da toàn thân nè. Cây này anh em mua về anh em chơi thì phôi không ngon, không lấy tiền. Hàng Ryobi. Ryobi mà dòng Super Helical này nè. Cây này rất là mắc tiền, người hàng cao cấp của thằng Ryobi nha, hàng nội địa Nhật. Thì cây này 3 khúc, cứng 50, 3m3, cây này đẹp lắm á. Chỉ có một cái là nó hơi dơ thôi, hơi dơ dính băng keo lúm chân nè. Em không có lau chùi vệ sinh, em về mình chịu khó mình dành tí thời gian mình tẩy rửa đi giùm em. Hàng chuẩn nội địa Nhật 100%. Tất cả mình fan Fuji đá xám, độ bullshit môi chè. Cứng 50, 3m3, 3 khúc nha em. Cân nặng của mình là 319 g. Ngọn của mình 2 ly 1, 2 ly 2. Cây này mã số 25, 1 triệu nha em. Cây cuối cùng em gửi đến em mình đi, cần tay. Cây Daiwa 8m1. Tiếp tục lên cho mình cây này. Cây này cây Daiwa nha em. Cây này hàng made in Korea nè. Anh em chú bác nào mà hơi lớn tuổi mà muốn câu xa bờ tầm khoảng 8m, với cây cần mà nó nói chung là nó nhẹ để câu xa bờ cầm cả ngày á, nó không mỏi á, thì lấy cây này. Có những dòng cần tay anh em 8-9m em rút ra cái ngọn nó bị nặng, nó trì xuống, anh em cầu cầm á, nó câu nó cảm giác nó mỏi tay lắm. Còn có những dòng cần nó chuyên về nó làm những dòng cần câu xa bờ không mỏi tay là giống như cây này nè anh em. Đó, giống như mấy cây này là anh em rút ra thẳng nó cầm nó nhẹ lắm, nó không có bị trì cái ngọn nha. Đó là đặc trưng của dòng cần này. Thì nghịch ngược lại thì cây này nó không câu được cá lớn xa bờ. Anh em câu ví dụ về mình câu cá suối, cá giết, cá mương luôn nè, hoặc là anh em trong miền Nam có thể câu cá rô, cá chê, cá sặc rằn, cá bổ rồi đó, cá mà 1-2-3 cân đổ lại đó. Thì anh em chơi cây này cứng đều 8m1, đâu đó nó tầm khoảng 5h nha. Em tư vấn như vậy để cô chú bác mình có thể nó mua đúng hàng đúng sản phẩm, tránh trường hợp mình mua về cái nó không sử dụng theo đúng mục đích mình nha. Thì cây này là tất cả nó có chống nổ lỏng hết anh em, nó có quấn một cái lớp dày chống nổ lỏng hết nha. Zin 100%, đồ buôn xe 360 nè. Anh nói rất là đẹp, hàng của ông Daiwa chính hãng luôn, sản xuất tại Korea.
đó thì em tư vấn anh em nào mà đang có nhu cầu, đang tìm kiếm mà mua chưa được, thể nhanh tay mua, giá thì nó rất là rẻ. Mấy cây này thực tế anh em, cái giá mà nếu mình mua nó full hộp á, nó còn mắc hơn nhiều lần so với mấy cần tay mà cứng nữa nè. Tại vì mấy cái này là phôi nó mỏng lắm, phôi nó mỏng và nó nhẹ, nó càng mỏng nó càng nhẹ anh em, thì hàng càng mắc tiền. Nó như vậy, ngọn cây này nó 0.6 thôi nha anh em. Cân nặng của mình là 244g, một cái cần tay 8m1 244g, rất là nhẹ. Gốc của mình chỉ có 22 thôi, nắp chụp bao cần đầy đủ hết. Cây này mã số 26, bán anh em chú bác mình là dịp lễ này chỉ có 1.4 triệu thôi nha. Đó thì quý chú bác mình mua hàng vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0919192035 em tên Nghiệp. Em cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại quý chú bác mình trong những video tiếp theo nha. Xin chào.